Lớp 9 ở vẽ sóng gợn tràn gian buồn điệp điệp nè, con thuyền xuống mái nước song song nè, thuyền về nước lại sầu trăm ngã nè, cưỡi một cành khô lạc mấy dòng nè, đâu cái cây củi đâu mất tiêu đó, cái nào lấy trên mạng xuống nè chứ gì nữa. Ôi chứ làm sao, nhưng mà thôi kệ, diễn được châm chế không có gì, có cò đầy đủ nha. Con cò này cái cánh hơi ngộ nha, cái cánh con cò này hơi kỳ cục nha. Rồi ê, cái cây dừa vậy mà nó ốm yếu, nó múa may quay cuồng thấy ghê quá vậy mấy đứa. Rồi cơ bản gì được rồi, lớp 9 phải không, lớp 9 chấm gắt chút xíu. Ừ rồi 85, mệt mấy em ghê, chấm điểm mà mệt mỏi à, cũng đẹp nhưng mà mặt trời to quá em ơi. Em không biết người ta gần tới chân trời đó em. Ừ người ta phi thăng tới mặt trời em, ngộ quá à, người ta gần ra khỏi trái đất rồi đó. Tới nữa nè, ở trên mạng lấy xuống nữa nè, nhìn vô cái màu xanh lá nó xanh nó rợ kinh khủng, trong khi mấy kia nó bạc màu hết trơn, ngộ ghê, cái cả màu nước cũng không bằng màu xanh lá nữa, ghê hồn chưa. Nữa cái mặt trời góc ngã tư đường nữa, bay ơi tết tao chết nè. Đây nữa nè, ê ngựa que hả, cái cầu thì ba lớn mà cái ngựa có tí nị à, con nít. Sau đi mấy em nha, con nít đó. Rồi hết rồi đó, không có gì để đáng kể hết trơn. Có nhiêu đấy hả, ai hả? À bộ Đức Chí hả, ok Đức Chí luôn nha. Đức Chí thì còn nói gì nữa, có tiến bộ hơn hồi năm ngoái rồi nha. Ok 75, năm nay chấm điểm cho thoáng thoáng chút xíu đó đa. Mặt trời giống cái trứng núi tàn ác quá à. Sao mấy em hay nói dị quá hả à? Ê mặt trời giống cái trứng núi kìa, nói dị nghe được không? Trời phạt cơ. Hắn thằng ơi, hằng ơi, người ta vẽ gì em cho người ta không điểm hả hằng? Em nói làm sao, em cho người ta không điểm hả? Em lên sổ đầu bài nha. Phát biểu linh tinh, hằng. Hạnh phúc chưa? Vẽ màu bị cong là sao em? Chứ bộ hồi đó giờ cái màu nó bị thẳng hay gì mà vẽ nó bị cong. Nửa khỏ bay màu chính giữa cái trái tim làm như yêu đời dữ lắm vậy đó. Ai vậy? Nhật tiếng thôi kệ. Rồi an toàn 70. Mấy em sao hay dữ quá hả? À? Ý! Tôi nhớ bài này của ai nè, biết không? Tôi biết bài này của ai luôn đó. Đố mấy em bài này của ai? Trời ơi, bài đặt chơi đi nét đồ ha. Ok, dễ hay kiểu ký họa đó. Cái này là minh họa trong mấy cái trang truyện tranh, như là mấy cái trang mà văn học nước ngoài được rồi mấy em. Ừ. Bài này thầy không nói có bạn Gia Bảo lúc 9 là năm giả đâu nha chưa. Ừ. Rồi ông Gia Bảo giả đẹp không? Chứ gì nữa. Xuất sắc toàn diện. Rồi, một điểm, một điểm, một điểm. Ghi vô, một điểm, một điểm. Rồi, một điểm. Chúc mừng em. Rồi, tiếp theo. Nè, cái mặt trời như cái trứng muối của em nè, chứ gì nữa. Nè, Nguyễn Trường Thịnh, Trường Thịnh cũng dễ thương ghê mà vẽ như là tàn ác thiệt sự. Chứ làm sao, trời ơi, chứ vừa ba trái nữa nè. Rồi, à, bây giờ mấy bạn vậy thôi, giờ châm chế đi chứ làm sao, phải không? Bảy chột. Chứ gì nữa, em nói vậy bảo. Ủa thầy, ủa tôi ghi lộn, em thiếu một số không nha chưa, chúc mừng em. Em được 10 điểm rồi đó. Ok, chúc mừng em. Chứ gì nữa, phải trừ điểm. Ừ cái tội nhiều chuyện nó phải trừ điểm nha chưa, dữ vậy đâu không hả, ngộ à. Rồi ok, thăng điểm của mình là thăng điểm 100 nha, cảm ơn các em rất là nhiều. 10 điểm tức là một điểm đó mấy đứa. Ai nói gì nhiều vậy, mệt quá à, mệt mỏi quá à. Rồi giảng gì cái nợ cho tôi nè. À Hiếu hả, Hiếu có vẻ là tôi mừng rồi. Ok Hiếu nha chưa. Ê cái gì, cái này kêu là cái gì quên rồi. Cái mấy đứa cái này cái gì quên là tên, quên tên rồi, quên tên là mấy đứa cái này gì vậy, cái gì cái lục lạc đúng không, em thiếu cái mặt chuông nè. Trời ơi khổ ghê, rồi cái này không ngay nên là khổ ghê, rồi tới đây cái chân nó mất tiêu thì ghét, thì ghét nó chơi vậy thôi chứ bảo người ta 100 điểm tròn đó mấy em ơi, khổ ghê. Vẽ gì tốt cũng chết đội gì nữa đúng không, chứ gì nữa. Ai nhắn tin hoài mệt quá, từ từ đây chút xíu coi. Cái gì vậy? Ủa vậy hả? Em là TN nè, mấy bạn đó thầy thất vọng. Em là Thảo Nguyên hả? Ê sorry em nha. Chờ bây giờ tôi mới biết em tên là Thảo Nguyên. Ok, nhờ em nhắn tin cho tôi mới biết em tên là Thảo Nguyên đó. Biết làm chi không? Để tôi ghi em lên sổ đầu bài chứ làm chi. Thành ra tôi hỏi em tên gì đó. Phải biết tên mới cho lên sổ, chứ không biết tên sao cho lên sổ được. Thảo Nguyên lên sổ đầu bài. Em đừng có tưởng bở nha em. Tôi hù dai lắm. Dù có lướt qua đi chăng nữa tôi vẫn nhớ em là ai và em bị tội gì. Ai nói tôi ác, Yến Nhi lên sổ luôn. Em bên chị của em hay gì? Bài đặt. Em tưởng nói vậy là ngầu quá hả? Ừ, thờ phó không. Cam sầm cừ lên sổ là bài.
Nhiều thôi. Khổ mấy em. Cái gì nữa? Thôi được, tôi chuẩn bị đầy đủ. Sổ đầu bài của phù thủy thấy không? Ừ, đừng dũng bở nha. Trời, đâu đó đàng hoàng tử tế thì nhắn tin hoài à. Không không phục hay gì? Nhập một điểm thật hả thầy? Có mấy bài scan lộ lắm á thầy. Ok nha, nhờ em nói đi tôi sẽ soi nha. Scan phải không? Không, cái này chắc là tự vẽ từ từ. Tôi có nguyên một cái đèn luôn mà mấy em. Nó thấy ghê chưa? Tôi có cả một cái đèn để tôi soi mà. Ghê chưa? Giờ tôi phải soi nha. Scan hả? Đâu, có scan không? Từ từ. Từ từ nha, tôi phải nhìn cho kỹ. Cái này chắc tự vẽ rồi. Ok. Cảm ơn em Bảo ơi. Lần này mấy em phù thủy hắc ám và sổ lời nguyền. Ê, câu này hay á, hợp với tôi đó. Ê, hồi xưa thầy thích vẽ mấy con quỷ này nè. Trời ơi, nhìn nó ngu đần dốt nát dễ sợ luôn vậy đó. Mà ngu nhất là ở bên phe mình, biết là phe gì ngu nhất không? Cái cây bông, mà cái cây bông gì mà cái con quỷ, cái bông gì mà bông gì, cái cây nấm gì mà nó ốm ốm á, mấy đứa nó ốm ốm mấy cao cao á, cái con này đi gần tới nó, cái nó núp xuống nó khóc, nó không dám bắn người ta. Hay con quỷ nó ngu dễ sợ không? Ừ, mà con quỷ này là yếu nhất rồi đó. Ê, sao em lựa con này yếu nhất em vẽ vậy? Em không vẽ con nào nó mạnh mạnh lên chút xíu, ngộ quá à. Mà cái quần này trời, mệt ghê, cái quần bị rách nữa. Ok, vẽ vậy là tốt rồi nha, chưa 87 điểm, chúc mừng em. Đơn giản chúng tôi là gấu. Ê, thầy ghét cái bộ này lắm mấy đứa, coi nó xàm xí thiệt sự. Ừ, bây chữ ta ác đi, ta không ác thì ai ác. Ừ, gán chữ đi mấy đứa, chữ đi. Ê, khoan từ từ, tôi phải coi là cái này có scan không nha. Nó rất là lộ liễu nha, chưa, từ từ nha. Quốc Bảo ơi, em phát hiện được bức nào của bạn nào em khai báo cho thầy nha, không em được cộng điểm đó đa. Ok nha, ok nha, chưa, ok ha. Ê, thầy biết con này nè, cái này là con vợ lộn, cái này là con sư tử nha, chưa. Thưa thầy, em vô chởi, em lên sổ đầu bài. Cảm ơn em đã thưa nha, riêng lên sổ đầu bài nó nhiều. Ê, ghi sao quên rồi à? Y dài, Y N, U N hả? Tên gì đó khó ghi. Rồi ok, không có vô chở vô bọng gì đây trơn á. Được thì lên sổ. Ừ, em nói gì bảo. Tiếp đi em. À, khai sợ mấy bạn đánh em. Tứ khai đi nhưng mà thầy cộng điểm cho em nha. Ok nhau, Gia Bảo. Chứ làm sao nữa. À, lớp em toàn thứ dữ thôi thầy. Sao kỳ vậy? Nhìn y chang thầy. Ơi, ta giả một cái ha, là gớt cái hàm răng ra ngoài nha, chưa. Con người ta gì nó béo giống tôi là mệt muốn chết rồi. Thôi cờ bằng dễ ra khói, cái hình thù như thế này là hay rồi, giống con yêu quái, con sư tử tinh ở trong Tây Du Ký rồi đó em. Được rồi nha, 85 đi, tính cho 84 mà tội nghiệp quá à. Ê, bay vẽ trang trí đường diềm hả bay? Ê, có gấp khúc ta trừ điểm nha. Trang trí đường diềm ha, hay quá ha. Cái này lớp 3 lớp 4 học rồi, giờ tao bay lên lớp 9 bài vẽ này tao bay dình nộp cho ta hả. Chằng bình nguyên vô tận nó cũng gan dạ lắm rồi. Thì ghét cái này hả, cái này mà lớp 9 mày trang trí vậy là quá yếu nè, nó không đối xứng nè, nè bị lệch nè, bị lệch nè, chưa nè, cái này đỏ nè, cái này bị lệch nè, cái này nhỏ, cái này bự nè, mày gan ha. 72 điểm, thấy ghét ác không, xa tên rồi, tốn bét. Thưa thầy, em mới vô học, tôi chưa có điểm danh chút xíu nữa em tớ số mấy tôi. Cái này tôi nghi lắm nha, này có cái scan không ta? Nhưng mà Gia Mỹ nói với tôi cái này nó họ bạn vẽ thực tế, năng lực của bạn bạn không scan gì hết, thiệt không ta, có tin không? Không, lắc cái gì, lắc cái gì mà lắc? Ủa, lắc cái gì, vụ gì lắc, sao vụ gì lắc vậy, sao lắc? Ủa lắc hả, cái gì hết lắc chưa? Ủa có lắc không? Alo, alo, thì ghét, thì ghét. Gia Mỹ vẽ gì là tốt quá rồi, 10 điểm nha, chưa 100 điểm chứ lộn, không có lắc động chân ta giả một cái hay là xỉu. Bây giờ em dùng thước em bị trừ 10 điểm nha, thấy ghét. Sương Mai nữa, Sương Mai á hả, nó bị lờ nguyền thước nè, trừ 10 tôi không biết, trừ 10 đi rồi tính sao. Chịu khó vẽ có nét rồi đó, em vẽ nhà ai vậy? Nhắn mấy cái này rồi cái nhà không nhắn, em vẽ gì em giỡn cợt với tôi đó hả? Cái đừng chân trởn dùng thước nữa, em giỡn mặt với tôi. Từ từ, cái kia 7 thôi, cái này 7 điểm hả? Không, 69.
hay ghét. 69 điểm nha chưa? 69 trừ 10 còn 59 điểm, 59 làm tròn 6 đó em. Chứ gì nữa? Dĩa vậy đó. Ngộ ngùng. Cái thước thắc ám ai bị giải thước án chịu. Ê, bạn này có ai vậy mấy đứa? Ê, anh nhắn tin về từ từ đợi tôi xíu, tôi phải đọc tin nhắn thôi. Yến Nhi, tên em đó, em cáp sổ là bài lên chi vậy? Trời ơi, trời, được lên sổ là bài vinh dự quá, vậy hay cáp gỡ hình cho tôi coi nữa trời. Gì đây? Gì đây? Chiếc xe bay trên trời. Thưa thầy, em đưa trễ không sao nha, thầy chưa có điểm danh nha chưa, em là con của bà hiệu trưởng mà, thầy đâu có dám ghi tên của em. Xe thì ba trên trời nha. Cái ghế này sao giống trong phim mà chú Hề quá à. Chú Hề ma quái á, nó treo cái bong bóng trên cái ghế, mấy đứa thấy ghê quá à. Cái lỡ gần gần cái nó cái bùm, bằng chú Hề hiện ra nhai cái đầu ghê quá à. Huỳnh Tùng Quy lớp 82 đáng sợ thật sự. Thôi kệ rồi, 72 điểm, chúc mừng em. Sao tên em gọi thầy? Ủa sai hả? Thôi nghỉ đi không sao. Chứ gì nữa, em dễ bức nạt từ đời nào vậy? Trời ơi, cũng dễ thương quá này mấy đứa. Được nè. Ủa em, cái căn nhà lá mà nó có cái ống khói của cái căn nhà nhà tường hả? Ghê vậy, ngộ quá. Suối trẻ im dịu ha, có cò ba lả ba la, bầu trời buổi chiều đồ đó, vàng vàng đồ đó, cũng được đi. Ngọc Châu, ơi Ngọc Châu bữa nay vẽ cũng tốt lắm nha. Thì Ngọc Châu vẽ tốt lắm nha chưa. Rồi, 95 điểm nha chưa. Bạn vẽ acrylic đó. Ê, ai nói cái này cái hột xòi vậy? Cái gì vậy? Ai em, ai nhắn tin gì vậy? Vô xem like cho mà nở lòng nào cho Yến Nhi với Thảo Nguyên là sao bài chứ gì nữa. Em nói nữa, tôi cho em lên nhân hai nè. Em trả treo hả? Tôi là tôi Yến Nhi trả treo, ghi rõ luôn nè. Yến Nhi gọi là cái gì? Gọi là kháng cáo, cái đó gọi người ta gọi là kháng cáo. Em không kháng cáo được với tôi đâu. Ok. Bực mình hả? Gì lắc hoài vậy bay? Làm gì mà lắc hoài vậy bay? Gia Huy. Rồi ok, em giảng gì có tầm ảnh hưởng rồi đó em. 59 ghét. Mệt mấy em ghê vậy đó. Rồi cái này đắc đạo hành tiên hay là giác ngộ đây? Nguyễn Ngọc Thư, ok nha. Dễ đơn giản, dễ chịu, dễ mến, dễ gần. Ok, em đề thêm bài thơ đây nữa nè. À, ai chửi mắng thì ta giả điếc, chờ người hết giận ta khuyên. Đó, ghi câu đó vô để cáp vô, hiểu không? Còn không đó, em muốn bạo gan em ghi vô vậy nè. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta đâm. Đó, phải ghi vô, hiểu không? Mấy em ngộ quá hà. Mấy em phải tưởng tượng lên, phong phú lên, hiểu không? Khổ mấy em, giác ngộ chưa? Mệt chết. 70 điểm, ghét. Rồi tới nữa nè. Mấy em phải phải vẽ cái thằng này quá ha. Nó tên gì tôi quên rồi, Luffy hả? Của ai vậy? Thiếu Vi hả? Trời ơi trời, Thiếu Vi nè, nó nhờ người ta dễ giùm chắc luôn đó. Chứ gì nữa. Ê này tên gì quên rồi. Ê thầy quên thiệt đúng không? Thầy, vụ gì? Vụ gì? Vụ gì bảo? Nhìn kỹ hả? Ok, cái này nhìn kỹ phải không? Để tôi nhìn. Để tôi nhìn nha chưa? Từ từ. Từ từ nha. Từ từ nha. Tôi đã thấy một cái gì đó lạ lẫm lắm rồi đó. Từ từ nha chưa. Tôi phải soi cho kỹ nha chưa. Từ từ, từ từ. Từ từ, từ từ. Trời ơi, tôi phải coi soi cho kỹ. Từ từ nha chưa. Ê em dễ ngộ vậy, cái nét của em hơi bị nặng tay đấy nghe chưa. Từ từ nè, cái nét in rõ ràng nè ông nội ơi, chứ gì nữa. Trời ơi em gan dạ em rồi. Ok nha. Không, Luffy đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà scan hình. Trời ơi, trời ơi. Scan hả cưng? Dán hả cưng? Nhiều đây. À, sao mấy? À, 65 điểm làm tròn 7 thì kỳ quá. Tôi sẽ cho em 61 điểm. Đau đớn. Đừng nói em hả? Ok. Scan trừ lợ đi. Trừ lợ 4 điểm nữa. Còn nhiêu? Còn 57 điểm, chúc mừng em. Trời ơi trời. Bảo ơi là Bảo, Bảo nói đúng nha. Ok. Chúc mừng bạn Bảo nha chưa. Trời ơi, dễ thương quá ha. Bảo lên sao là bài, cái tội là à, cái gì mà, cái tội sao ta? Cái tội gì ta? Cái trò tội là bán đứng.
bạn bè. Trời ơi, những con người ác độc thì phải như vậy thôi. Chứ gì nữa? Bùi Đức Lương, à thằng nhóc Đức Lương nè, thằng nhóc Đức Lương mà mới chuyển trường vô nè, phải không? Nói giọng Bắc này, thấy không? Vẻ cũng đẹp quá ha. Mà bạn hình như bạn chưa biết tôi cho nên là bạn dám gấp bài nha, trừ 10 điểm. Ok chưa? Bài này tôi cho 7 điểm đi, 70 điểm, còn sáu chột. Ok, cái tội gấp đó em, kẻ tàn ác được sống hãnh thơ. Em hãy nói câu đó với bạn Bảo chứ đừng có nói với tôi. Trúc Linh nè, Trúc Linh lúc nào giá cũng tốt hết trơn mấy bạn nè, thấy không? Quá trời luôn á. Bạn nói là dễ trong một tiết và dễ nhấn luôn á. Nói chung là cái khuynh hướng sáng tạo rất là tốt, cái mảng hình mảng màu ổn quá trời quá đất. Ok, 99 điểm. Ghét. Nè, cái này cái bóng của con cá đó mấy em, đẹp không? Đó, xuất hồn, xuất sắc chưa? Nhiều bài scan lộ lắm em nói trước. Nhưng mà nào nhớ nhắc cho tôi trước nha, chưa chứ nãy giờ tôi không thấy. Giờ em chạy deadline. Ê trời ơi. Tao lo tao chấm lướt lướt lỡ tao nghe chát cái bức nào scan sao ta. Mệt mấy em. Rồi vậy đi. Bài này 10 điểm. Rồi 100. Ok. Rồi. Đơn giản chúng tôi là gấu nè, tôi nhìn tôi có scan. Ê cái đít ngộ à bay. Cái đít ngộ vậy. Huy em bị trừ 1 điểm nha, tôi không nói nhiều, em bị trừ 1 điểm, bị trừ 10 điểm, bị trừ 10 điểm. Huy gán chịu nha Huy, tội nghiệp Huy, không có tội nghiệp ở đây. Đít ngộ ha, kỳ cục quá ha. Rồi cái bài này à, 73 điểm, 73 trừ 10 còn 63. Trời ơi, học với tôi sao giống học toán quá mấy đứa. Mệt ghê vậy đó. Nè. Nè, rồi cái đám mây ở đây vẽ mắt mới gì vẽ vô tả, coi 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 không tô màu vô. Trời ơi, thọ bảy màu tao sợ hạ các thứ. À, chịu khó vẽ ở đây thì tôi không dám chấm điểm ở đây, tôi phải chấm điểm ở đây được tại ở đây có màu, hiểu không? Rồi 65 điểm. Tôi không thích cái con quỷ này, đơn giản quá dễ rồi. Ủa cái gì mà ủa? Sao thầy chấm bài tĩnh tâm quá, hôm nay tôi hiền lắm mấy em ơi, hôm nay tôi đâu dám nói gì. Nè, bạn này màu nước nè, theo cái mảng này tôi thích nè. Ủa gì trời, à cái mảng ký họa nè của Khánh An, sao Khánh An cỡ này vẽ bình thường quá vậy hả? Hả, vẽ mảng nó bình thường quá vậy, trời ơi bình thường quá. Đứa nào Gia Kiệt ấy, Gia Kiệt vẽ siêu nhân mà hôm bữa thầy nhìn lộn, thầy tưởng lộn, thầy tưởng nó vẽ con gấu, mệt ghê. Tưởng hôm nay thầy không like hả? Ngày nào cũng like hết trơn á em, ngày nào cũng like hết á, chứ sao không like được. Ủa sao sao chiến này mấy bạn vậy, không có tiếu lâm gì trơn vậy, không có cái nào đi coi hết trơn hả? Rồi cái này cái gì? Ủa em ơi em có giả lộn không? Ủa em là đi cấy mạ hay đi gặt lúa vậy? Cái này là cấy mạ hay gặt lúa hay đi bắt cá? Ủa là sao vậy? Không hiểu. Em có cò nha, không bị trừ điểm nha chưa. Rồi 72. Mệt mấy em. Cái này hả, để tôi ngó ngó có phải scan không nha. Tôi nhìn kỹ dữ lắm mà sao tôi nhìn hoài tôi không thấy. Hình như cái này tự vẽ đó, cái nét dễ thương này chắc là tự vẽ rồi đó. Quá trời quá đất, từ từ lựa tôi chút xíu. Trời ơi, sao tôi mỏi mệt muốn chết rồi. Bài này bao nhiêu điểm mấy bạn? Hả? Phù thủy bị bà tiết cắn wifi hả? Hồi nào? Sờ lơ không? Rồi xong chưa? Ok chưa? Rồi ok nha, bài này không phải nằm 100 điểm được. Nó bình thường quá hà. Sợ mấy bài scan lỡ quá cái tay hơi kỳ như chưa? Rồi ok cho cái điểm. Rồi 87. Khổ mấy em. Ủa hết rồi đó hả bay? Sao không có gì đặc sắc hết trơn rồi? Bức tranh này đáng nè, bố cục cũng ổn này, nếu như mà thêm một cái cằm nhỏ bên đây nữa ha. Rồi ok. Mệt ghê vậy đó. Quá khổ mấy em. Nè con nít vẽ nè. Chứ gì nữa. Rồi lớp 9 rồi đó. Ánh văn nè. Nó vậy đó. Rồi ok. Hết rồi đó. Trời đất ơi trời, lớp này hết trơn đó hả? Có nhiêu đây hả? Sao chấm điểm lớp này chán quá vậy? Hết trơn rồi đó. Ngộ không? Chán quá hả? Chấm lớp này hết trơn đó hả? Chưa đâu, tôi chưa có nổi cái máu xung thiên của tôi lên đâu. Tôi mà nổi máu xung thiên tôi lên đi, tôi trừ điểm thấy cảnh. Chiến là tôi đang tịnh tâm, hiểu không?
chính là tư đi thầy. Thôi tới lớp 8, lớp 6 nguyên vàng chưa chánh nữa kìa, mệt ghê. Cái này khuynh hướng cái màu với cái nhịp điệu, cái sắc nè, theo cái chuyển độ, thích không? Không, cái chuyển độ từng nhịp từng nhịp từng nhịp màu, nó chuyển dần từ đậm vô nhạt, nó rất là đã. Cái này cũng vậy ha, vừa lắm nha bay, bây vừa lắm nha, bây vừa lắm bay. Không, cái này vẽ theo kiểu mảng ông bà hồi xưa treo tranh rồi đó, cộng thêm 3 điểm đi, tranh của mấy ông bà già hồi xưa rồi đó mấy đứa. Ừ, kiểu vậy. Ừ, 95 cái lớp này nó vẽ được, không có đứa nào chống đối với tôi hết trơn, nó được nè đó, được nè, nó 85 được nè, 87 được nè, 87 luôn. Cái này 50, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá, có cố gắng vẽ 50 tội nghiệp quá, cộng thêm 5 đi, trời ơi tội nghiệp quá. Cái này hả, cái này khó khăn nè, cộng cho bạn thêm 3 điểm đi, 100 điểm nè, trời ơi. Cái này cộng thêm 4 điểm đi là 74 nó đòi gì nữa nè, 75 rồi, 85, 85 hả, cộng thêm 4 nó đi lên 89 hết, 84 đi thầy. Thôi tôi bóc được cái lớp nào thì tôi chấm cái lớp đó thôi, chứ dở hả, kêu thầy lựa sao được, đúng không? Khổ mấy em ghê á, thiệt mà, tâm sự thật lòng, khổ quá đi chứ gì nữa. Rồi ok, 6A5 đi thầy, thôi đi, lớp 6 nó dễ tranh trừu tượng không à, tao nhìn vô tao phân tích chút xíu tao nhức đầu, mệt lắm, dễ tranh trừu tượng không hả mấy đứa ơi, khổ lắm. Rồi bây giờ cảm ơn các em nha, chúc các em một buổi tối vui vẻ, cảm ơn các bạn đã tặng quà và xem like của thầy nha chưa. Rồi chào tạm biệt mọi người, bye bye mọi người.